Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay em sẽ phân tích hai cái nội dung cơ bản và quan trọng nhất và liên quan đến vụ việc của Xô Nguyễn Phương Hằng thì cũng rất là căng, cũng rất là nguy hiểm của chú anh chị. Mấy ngày gần đây thì cô chú anh chị biết là từ khi mà chị Hằng nhắc tới tên thầy Thích Minh Tuệ, qua đó thì chúng ta cũng thấy là cái buổi live stream hồi hôm đó là giao lưu về thông cảm hay vô cảm thì đã xảy ra một số vấn đề, đặc biệt là những cái lời nói rất là nhạy cảm của chị Hằng cũng được cắt ghép lại và đưa lên trên mạng cộng đồng làm chị sống. Đương nhiên thì qua cái vụ việc đó rồi thì chúng ta cũng thấy là cái báo chí cũng đã đưa tin lên. Thôi thì trước khi vào phân tích cái nội dung này, cô chú chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú chị. Đó là vấn đề của chú chị. Trước khi vào phân tích cái nội dung này thì em đưa cô chú chị xem một cái bài báo liên quan, cô chú chị nhìn lên màn hình. Hai cái bài báo. Cô chú anh chị nhìn lên như ngang, nhìn lên rồi em đọc cái màn hình, đọc cái thứ nhất. Cái thứ nhất là cái tin rất quan trọng, đủ yếu tố để khởi tố hình sự bà Nguyễn Phương Hằng ở khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Việc bà Nguyễn Phương Hằng công khai tố trên mạng xã hội hàng loạt vụ việc gây hoang mang trong dư luận trong ngày 20 tháng 10 năm 2024 đã xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và chủ đề mới đây là giám thị công tác tại trại giam T30 An Phước Công An về việc bà Nguyễn Phương Hằng đã kích tố cáo và thân kích bản thân đó. Nói chung cô chú chị đọc lên màn hình giùm em nha, em chỉ nói cái này rồi em sẽ phân tích lại. Ở đây thì tôi nói cô chú chị biết rồi, đối với cái việc mà chúng ta là người dân, khi chúng ta nói đến một cơ quan tổ chức thì đương nhiên nó cũng có một số vấn đề nhạy cảm ở trong này. Và liên quan đó thì cô chú anh chị thấy cho dù chúng ta nói đúng đi nữa, hoặc là cho dù chúng ta có nói mà từ ly từ tí đi nữa, thì nói về vấn đề bất lợi thì bất lợi đối với nghiêng về chúng ta. Cái này là em nói thật, cho dù nói đúng hoặc là cho dù chúng ta nói có thể là hợp lý, nhưng đôi khi nhìn về góc độ khác thì thiệt thòi nhất vẫn là về chúng ta. Trước hết là cái việc bằng chứng chúng ta có hay không, cái thứ hai là cái vấn đề khác, mặc dù chúng ta rất yêu mến Xô Nguyễn Phương Hằng về những cái vấn đề là làm từ thiện hoặc là những vấn đề khác. Thì đó là cái bài thứ nhất của chúng chị. Còn cái bài thứ hai em muốn phân tích ở đây là cái bài báo chính thống của nhà nước ta, đó là bài báo Dân Trí nha quý chị. Phát ngôn về cư sĩ Minh Tuệ và Xô Nguyễn Phương Hằng bị lên án và liên quan đến mạng xã hội của chúng chị thấy rất là ghê gớm nha. Xô Nguyễn Phương Hằng bị chỉ trích bằng nhạc chế và những cái lời. Những ngày vừa qua, phát ngôn của Nguyễn Phương Hằng đã liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều bài tỏ cho rằng bất ngờ Xô Nguyễn Phương Hằng đã công bố đòi quốc sư Minh Tuệ không trượt phát nào, trong khi cư sĩ Minh Tuệ không hề gặp gỡ, cũng chưa hề quen biết bất kỳ và cũng chưa phát ngôn nào đụng chạm tới bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ và cho rằng Nguyễn Phương Hằng đang vượt quá giới hạn tự do ngôn luận của những phát ngôn trên, mất kiểm soát của cư sĩ Thích Minh Tuệ. Thì đây mọi người thấy ở đây trong các ngày phát biểu thì chị Hằng cũng đã nói rất rõ rồi, nói về cái vấn đề là không phải là quốc thầy Thích Minh Tuệ, nhưng một số dư luận lại cho rằng như vậy nên là đi là tướng. Và sau cái buổi giao lưu 20 tháng 10 thì cô chú chị cũng đã thấy rõ rồi, đối với cái việc của chị Phương Hằng thì chị không nói về thầy Thích Minh Tuệ mà chỉ nói các cái thế lực phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn là được chỉ trích một cách rất ghê gớm. Ở đây tôi không bình dịch, tức là những cái lời nói chị Hằng đôi khi nó cũng rất là nhạy cảm, báo chí cũng đã đưa tin rồi thì chúng ta cũng thấy. Qua đó thì chúng ta thấy đối với một số kênh YouTube, kể cả một số vấn đề khác lại thổi phồng dư luận lên, và một số phần tử chống phá cũng lợi dụng vào vấn đề này để nhằm mục đích đả kích nên cô chú anh chị cũng cẩn thận. Ở đây thì tôi phản biện đối với anh Hoàng Duy Hùng là luật sư. Đặc biệt ở đây là anh Hoàng Duy Hùng anh nói rằng cái clip hồi lúc tôi nhớ không lầm là 22 giờ rồi không, anh lên một clip anh nói rằng nếu như Nguyễn Phương Hằng không nói nữa thì anh sẽ không nói, nhưng cuối cùng sau là sáng hôm sau thì tiếp tục là anh Hoàng Duy Hùng lại lên một clip nói về vấn đề của Xô Nguyễn Phương Hằng. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu trước đá với câu sau, và đặc biệt ở đây nói về vấn đề Việt Tân, thì anh Hùng thật sự mà nói không đủ tư cách. Thì tại sao tôi nói không đủ tư cách? Tại vì tôi nói trong cái clip hồi trưa này tôi nói rất rõ, đối với cái việc là Việt Tân thì anh Hùng chính là ông cố nội của Việt Tân đó. Anh đã tham gia chống phá nhà nước trong suốt một khoảng thời gian dài đó. Và đặc biệt bản thân ảnh là một cái con người đặt bom ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đó, qua đó cũng bị tạm giam 16 tháng. Tôi đã nói rất là kỹ, và hàng chục cái bài báo đưa tin về vấn đề của anh Hoàng Duy Hùng
Nếu như nói về một số kênh YouTube khác đã kích thì tôi không nói gì, nhưng mà một số kênh YouTube khác lại lấy cái anh Nguyễn Duy Hùng này ra để làm cái tiêu đề, thì tôi thấy rằng các kênh YouTube này cũng đang nhằm chống phá đó. Mọi người nên nhớ kỹ, hiện nay bây giờ anh Hoàng Duy Hùng đã là người chống phá nhà nước mà đã hoàn lương, thì cái này tôi rất quan ninh. Nhưng ở đây một số kênh YouTube lại lấy lời lẽ của anh Hoàng Duy Hùng để nhằm mục đích là công kích vào chị Hằng và công kích những cái phần tử yêu nước, tức là những người yêu nước đang tấn công vào Việt Tân, và những người đó thì lại binh Việt Tân tấn công ngược lại chị Hằng. Cô chú anh chị thấy đây là một cái vấn đề mà chúng ta không thể nào chấp nhận. Đương nhiên chúng ta không bảo biện gì vấn đề này, đương nhiên tôi không bảo biện gì những cái lời nói của chị Hằng là đúng hết. Có những cái lời nói nhạy cảm, mọi người nên nhớ kỹ, khi chúng ta nói vào vấn đề của cơ quan chức năng, cho dù chúng ta nói là hợp tình hợp lý, nhưng cái phần bất lợi vẫn nghiêng về chúng ta. Tổ chức sai có tổ chức chỉnh, cá nhân sai có luật pháp chỉnh, chứ không phải chúng ta lên trên mạng cộng đồng bưu ríu. Đương nhiên cái vấn đề đó tôi không bình dịch, nhưng mà ở đây có một cái lợi ở đây là gì? Thứ nhất, chị Hằng đang chặn lại cái phát triển của Việt Tân tại thời điểm này. Thứ nhất là làm rền rang lên trên mạng xã hội để Việt Tân lấy đó mà dừng, đúng không? Lấy đó mà dừng, tại vì nếu như chúng ta không có một cái nào để công bố, hoặc chúng ta không nói một cái nào mà động tạm tới Việt Tân, thì Việt Tân đang ngầm phát triển. Còn bây giờ khi mà đã đưa lên mạng cộng đồng thì người dân cảnh giác, lúc đó sẽ dừng lại. Nhưng mà tôi hỏi mọi người, những người vô binh vực Việt Tân này là ai? Người mà binh vực nặng nhất chính là anh Hoàng Duy Hùng. Rồi sau đó một số kênh YouTube lại lấy tên của anh Hoàng Duy Hùng này chia sẻ lại. Mọi người thấy anh Hoàng Duy Hùng này nói là hoàn lương, nhưng sự thật có hoàn lương chưa thì chúng ta chưa rõ. Tôi không quy chụp anh Hoàng Duy Hùng, tức là con người chúng ta đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại đó. Nếu như anh Hoàng Duy Hùng mà có tu tâm dưỡng tánh á, sau này đóng góp cho đất nước, ok, cái đó tôi tốt. Nhưng ở đây anh lên anh sẽ xối xô Nguyễn Phương Hằng mà anh không hề có cơ sở căn cứ. Anh vô anh đánh những cái điểm yếu người ta, anh đưa lên mạng thì anh lại nói cho mình là tốt, muốn ngăn chặn cho Nguyễn Phương Hằng. Ngăn chặn có nhiều cách, không phải một mình anh có thể ngăn chặn được cái vấn đề đó, đúng chưa? Nên là anh phải xem xét lại mình coi cụ thể như thế nào, chứ đừng có gì một cái gì đó mà anh lại binh vực cho Việt Tân rồi tấn công lại sau Nguyễn Phương Hằng, thì tôi tin chắc rằng là anh sẽ là người ngựa quen đường cũ. Ngựa quen đường cũ tại sao? Tại vì bây giờ anh đã từng là chống phá cách mạng, chống phá nhà nước Việt Nam trong suốt khoảng mười mấy đến hai chục năm trời. À, mà bây giờ anh nói anh Hoàng Lương, nhưng mà cuối cùng anh lại binh Việt Tân tấn công lại người tố cáo giác, tố cáo Việt Tân. Còn cái vấn đề ở đây anh muốn nói cái câu là cái bà ở trên cái clip là chị Hằng tự dựng ra. Mọi người nên nhớ kỹ, chỉ cần ai dựng ra được câu chuyện này thì cô chú anh chị sẽ nghĩ như thế nào. Thứ nhất, hình ảnh có. Thứ hai, lời nói có. Mà anh kêu là dựng chuyện, dựng bằng cách nào? Dựng ra sao? Khi cơ quan chức năng vào cuộc, một cái tổ chức phản động là Việt Tân không phải là một cái tế bình thường. Bây giờ tôi đặt trường hợp tôi chỉ một người nào đó, tôi nói là Việt Tân, rồi anh nói tôi dàn dựng, không lẽ là cơ quan chức năng bỏ qua? Không lẽ là cơ quan chức năng không can thiệp? Đây là một cái tổ chức lớn đó, đang chống phá nhà nước. Nên là nói cho cùng, tôi nói thật, đối với cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Các cái phần tử khác hiện nay bây giờ, kênh Nhạc Chế Nhất Phương, kênh Nhạc Chế Trung Nguyễn, hoặc là một số kênh khác đang binh Việt Tân để tấn công lại người tố giác, cái này tôi cho là không hợp tình hợp lý. Còn những cái gì sai của chị Hằng, chắc chắn cơ quan chức năng sẽ dùng. Tôi không binh vực, mọi người nên nhớ kỹ, đừng có lợi dụng vào vấn đề cái sai trái nhỏ của người ta để moi ra những việc lớn. Anh Hoàng Duy Hùng đang định hướng về cái vấn đề lệch hướng đi. Ảnh không, ảnh đặt ra cái câu hỏi cho sư Nguyễn Phương Hằng rằng là, ảnh nói rằng là, ủa tại sao sư Nguyễn Phương Hằng không đánh vào cái mặt sai mặt yếu của thầy Thích Minh Tuệ? Ở đây tôi nói cho anh Hoàng Duy Hùng nghe nè, anh đừng đánh cháo khái niệm, anh đừng định hướng dư luận. Tại sao? Tại vì cái việc quan trọng không phải là thầy Thích Minh Tuệ tu đúng hay không, mà cái quan trọng ở đây là cái việc có liên quan gì tới an ninh trật tự chính trị xã hội hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Chứ còn cái việc tu đúng tu sai, tu thế nào là đúng, tu thế nào là không đúng,
Nên là anh đừng đánh cháo khái niệm, đừng dẫn dắt dư luận. Anh muốn né đi cái việc là hiện nay bây giờ có một số phần tử đang chống phá. Tôi nói thẳng luôn, đằng sau lưng thầy Thích Minh Tuệ chắc chắn sẽ có thế lực chống phá, cơ quan chức năng bảo vệ. Thầy Thích Minh Tuệ rất nghiêm ngặt. Lý do gì? Đương nhiên là tránh những trường hợp khác lợi dụng. Ở đây có một cái bài Việt Tân đã đăng nha. Một bài Việt Tân đăng như thế này của chị Tiền đó. Hiện nay cơ quan chức năng đang đàn áp đối với thầy Thích Minh Tuệ đó, mọi người thấy chưa? Chưa có gì là lại xuyên tạc, là Việt Tân, là Tích Xanh đó, mà đã loan truyền trên mạng cộng đồng rồi. Nên là tôi mong rằng cô chú anh chị nào mà bình luận đúng sai tôi không nói, nhưng mà lấy cái clip của Hoàng Duy Hùng mà chia sẻ những cái phần tử phản động, cô chú anh chị coi chừng, các kênh YouTube cũng coi chừng. Cái này là tôi nói nghiêm túc, tôi không bênh vực mà. Tức là hiện nay nếu như chị Hằng sai, chị Hằng sẽ bị cơ quan chức năng xử lý, báo chí cũng đã đưa tin. Còn Hoàng Duy Hùng chưa chắc đã đúng đó. Mà chúng ta lấy, chúng ta chia sẻ những cái phần tử chống phá, chia sẻ để nhằm mục đích phản biện lại đối với cái người tố giác Việt Tân, đặc biệt là các kênh YouTube. Thở ra là nói luật sư Hoàng Duy Hùng phản biện chị Hằng, rồi nói Hoàng Duy Hùng thật sự ở đây chị Hằng đang tố giác Việt Tân, anh Hoàng Duy Hùng lên ngăn chặn lại. Mà chúng ta lại binh vực anh Hoàng Duy Hùng đó, là bổ lại chị Hằng, thì rõ ràng bản thân chúng ta cũng là người chống phá. Nên là qua cái vụ việc này là rất nhạy cảm. Chúng ta phải chờ đợi vào cơ quan chức năng, chờ đợi vào luật pháp của nhà nước, chứ không phải là chúng ta lên để nhằm mục đích xỉa xói dành lá thịt xong. Qua cái clip hôm nay và tối hôm nay 21 giờ, em like bên cái kênh Đinh Hoàng Nhân Official, lên like nói rõ về cái vấn đề này để cho cô chú anh chị nắm. Ok mọi người, thì cái clip hôm nay em dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn mọi người. Chào mọi người, hẹn gặp lại.